Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Slender 2. Let's go. Ok. Từ game này thì các bạn phải đi săn lùng trong những cái map bản đồ. Săn lùng 7 con ma. Nó sẽ đi quanh quẩn ở đây và các bạn phải đi săn lùng và chụp ảnh. Thì trong tựa game này khi các bạn gặp Slender các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Rồi, mình sẽ đi đường này. Gặp ông ta các bạn phải quay đi nhanh ngay. Nếu không thì khi đó thì ông ta sẽ giăng ra những cánh tay. Sau đó thì sẽ vồ vào và bắt lấy các bạn. Và khi ở gần chỗ con ma đó thì nó sẽ có cái báo hiệu và các bạn phải truy tìm. Sau đó thì sẽ săn lùng nó và chụp ảnh. Đây rồi, gần đây có một con. Đó, nó có báo hiệu. Let's go. Một con. Tổng cộng tất cả là các bạn phải đi tìm 7 con. Ở đây có rồi thì mình sẽ đi đường khác. Nó sẽ xuất hiện chỗ khác. Rồi, let's go. Các bạn ấn dị một lúc nhá. Thì là nó sẽ chặn. Wow, Slender, chạy rồi. Và đó, Slender nó sẽ xuất hiện tiếp vào đây thì chết. Rồi, chạy sang đường này. Đôi lúc nó rất là giật mình luôn. Đây rồi, một con ma nữa ở đây. Rồi, rồi, chúng ta đang giật cánh tay. Còn ma thứ hai mà các bạn nếu mà chụp, khi chụp các bạn phải chụp thật nhanh, nếu không thì ví dụ nó quay lại mà các bạn không kịp chụp nó sẽ banh luôn và các bạn phải đi tìm lại, nó rất là khó luôn. So, ok, và mình sẽ đi tìm tiếp xem có con nào xung quanh chỗ này nữa không. Nãy giờ Slender thì xuất hiện 2 lần rồi, rất là nguy hiểm luôn. Nếu ngoài đời mà nếu ngoài đời mà như thế này thì chắc là mình không dám đi đâu cả. Bởi vì riêng ở ngoài mà không gặp ma hoặc là không gặp Slender như thế này, cảnh quan như thế này mình đã rất khiếp rồi. Đây có một con nữa này. Ok, xem nó đi đường nào. À, trốn trong đây. Nó luồn rất là nhanh thôi. Ok, con thứ ba. Đó, các bạn đi xung quanh và tìm 7 con ma trong cái map bản đồ này. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Slenderia The Cellar của Andy Velops. Let's go. Ok, ở đây thì có 3 cánh cửa. Mình sẽ mở cánh bên tay phải đầu tiên. Đi vào đây. Đây như kiểu là một mê cung. Chỗ này ngõ cụt này. Wow, một con ma vừa ngó mình. Đây có một chiếc chìa khóa. Nhặt luôn. Oh my god. Một quyển sách. Ok. Oh my god. Đây không có gì. Tiếp tục đi vào trong sâu. Rất là tối tăm luôn. Wow. Quyển sách thứ hai. Và chiếc chìa khóa đồ thứ hai. Rồi, ok, quyển sách thứ ba rồi. Trong tựa game này các bạn phải đi tìm, truy tìm 8 quyển sách. Và khi đủ 8 quyển sách các bạn sẽ thoát ra khỏi cái mê cung này, thoát ra khỏi bà ma này. Cũng không hiểu sao mình lại lạc vào trong chốn này. Wow. Tiếp tục đi đường này xem.
Họ cụt. Ok, let's go. Khi bà ta xuất hiện, bà ta sẽ bắt các bạn phải nhìn, cho nên các bạn phải quay đi thật nhanh, nếu không thì sẽ bị bà ta hút đến chết mất. Rồi, mình sẽ vào đây. Rồi, ra cửa chính luôn. Cửa sách thứ tư. Ở đây có hai cánh cửa thôi, và mình sẽ sang bên tay trái. Sách thứ 5. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tổng cộng là 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát ra khỏi cái mê cung ma này. Rồi, ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới cái tiếp theo nha. Granny Chapter 1. Nivellos. Let's go. One day. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nhặt một cái chai lọ này. Ở đồ rốp luôn đi. Sau đó thì mình sẽ chạy luôn vào cái đường tắt này. Nhanh nào, không bà ta lên đây cái là mình coi như mình bị bắt ngay. Ok, let's go. Tháo luôn một cái lỗ ở đây. Ở đây thì có một cái quai. Rồi, mình sẽ để vào lấy tí lấy cả. Xuống đây đã, bà ta đang ở đây rồi. Gạt luôn cái này xuống. Ok, let's go. Một ô cắm. Ok. Chưa rồi, bà ta phát hiện ra mình. Chuồn cái đã. Nếu không thì sẽ bị bà ta bắt mất. Ok, let's go. Quả mở khóa cửa là mình nghe thấy tiếng rồi. Chạy thôi. Rồi tiếp tục chui lên, sau đó thì mình sẽ phải kéo cái đấy ra xem còn cái gì không. Chưa kịp kéo lên hết thì bà ta đã xuất hiện ra rồi, cho nên mình không kịp trở tay. Ok. Oh my gosh. Bà ta đặt chuẩn vậy. Wow, đi luôn. Mình cứ tưởng bà ta đặt chơi chéo sang bên tay phải thì mình đi sát vào bên trái, nhưng mà vẫn bị đặt quá chuẩn luôn. Ok, và lần này thì mình sẽ chọn màu đỏ đây.
Let's go. Một chiếc phi tiêu. Thắng rồi, ok, let's go. Một chiếc rìu. Thắng luôn. Các bạn chỉ cần đẩy anh ta xuống biển là thắng nhanh chóng nhất. Ok. Tiếp tục thắng rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. GTA. Start game. So there he is, huh? I got you a nice little place to stay. Okay, let's go. Let's see. Các bạn có thể đi làm nhiệm vụ hoặc các bạn cũng có thể đi phá phách trong thành phố và làm một tên cướp. Có rất là nhiều trò và rất nhiều cách chơi. Mình nghe thấy tiếng nhạc cũng hơi to. Đấm một cái mà xe đã hỏng luôn. Hầu như cả đài thấp hơn mà con. Ok. It's like a once-too pretty choir boy who has suddenly hit a very, very unfortunate puberty. Sorry, listen, my friend. All you're giving us is that Italian crap. It's all over emotional mayor day, if you'll pardon my whole day. What about some fumes, huh? Now that's real music. Music for a communal shower after... This is it, Tony. Home sweet home. Đây như là nhà của các bạn. Các bạn có thể vào đây, sau đó thì sẽ lưu. Hoặc các bạn có thể thay đồ quần áo. Ok. Mình sẽ vào đây thay bộ quần áo cho đẹp. Ok, let's go. Rồi, có bộ vest đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài. Đây chỗ các bạn cất xe. Para auto. Now take me to my place. Mình phải đấm một cái để cho hết cái nhạc này đi. Ok. Đúng rồi nha. Đánh luôn. Like a bitch.
đạo luôn. Wow, chỗ này rất là xa nha. Mình sẽ đi nó tắt. Đây không có đường tắt thôi. Listen to this music and stop stealing the cars. Bang the women, not the gangs. My day. We're different the kind of gang banging. Hello, challenge travel. I'm Kristen. Can I help you? Yeah, hello. You know, I was thinking about taking my wife on a cruise. We have all these stop disrespecting me and drive like a man, right on. Hey, you got some... Hey, apartments cost money. Đó, các bạn có thể làm những nhiệm vụ trong tựa game này, hoặc các bạn có thể làm gì đó. Và vào đây để sửa xe. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Granny Chapter 2. Let's go. Develops. One day. Rồi mình sẽ lừa ông này tới đây, sau đó thì mình sẽ chuồn chạy lên trên tầng 2. Thì vì khi mình làm đổ ở kia thì bà ta sẽ xuống dưới, và lúc đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 này. Và lên tầng 2 sẽ không sợ gì cả. Thì vì từ tầng 2 các bạn có thể chạy xuống dưới rất an toàn, rất nhiều chỗ để chạy. Và trên này thì có rất nhiều món đồ. Đóng cánh cửa đi. Sau đó thì mình sẽ đi tìm những món đồ cần thiết. Đây là món đồ cần thiết này. Mở cái này ra xem có gì không. Không có gì. Cũng à hó rồi. Chạy thôi. Chui xuống đây thì ông ta sẽ không làm gì được các bạn. Và nhân tiện thì mình sẽ tháo luôn nước. Đợi ông ta đi đã. Xem ông ta đi đường nào. Chưa đâu, bà ta phát hiện ra mình. Oh my gosh. Bà ta ông ta đã lên trên này từ lúc nào rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Stickman Cyberdust. Let's go, một chiếc chìa khóa. Ok. Chair. Smartphone. Выручи меня, братан. Скоро буду. Tiếng của Malaysia hay là ở đâu nhỉ? Ok. Vâng, mình đang kêu gọi một nhóm giữa bay người ngoài hành tinh, không biết có được cứu không hay là lại chết. Bùm, lại chết rồi. Push. Bùm.
Rồi, bỏ thuốc độc. Nói ra là đi luôn. Tiếp đến quả bom. Rồi, anh đạo chết trong tất cả luôn. Rồi, rất cảm ơn. Đây một máy khoan. Máy này gọi là máy đục bê tông. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang được cái nước theo. Benji. Vào lên. Continue. One day. Tựa game này thì rất giống tựa game Grand Theft Auto 1. Và tựa game này thì thay đổi một chút, đó là nhà cửa thì sơn trang trí rất là đẹp. Tường thì gắn những quả giấy cửa rất là sáng sủa. Ok, mình sẽ chạy đường này. Whoa. Không ngủ được. Oh, let's go. Chứ tao không ngủ được rồi. Chạy thôi. Bà này đang đi rất là chậm luôn. Mà sao mình không ngủ được cái kia với tài chứ? Không biết được hướng cái gì. Rồi, mình sẽ chuồn lên đường này đi. Ở đây có một cái chuồn. Rồi. Bắt đầu nhảy xuống đây. Đây là một cái nhà vệ sinh à? Oh my god. Ok, chú đây. Chết rồi, đi khập khiễng rồi. Này còn bị khóa cửa đấy chứ. Mình đã phải lấp trong đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lấp để cho bà ta mở cánh cửa này ra. Trốn đâu? Ở đây không có chỗ chui. Có điều dán những cái giấy dán tường này rất là khó nhìn luôn. Ở đây không có gì. Bà Tạ không xuống đây không ạ? Có thể bà ta bị kẹt rồi. Dưa.
Thì mình nghĩ là bà ta bị kẹt, sau đó thì bà ta bị lỗi gì đó. Ok. Đó, cách chơi game này thì các bạn phải đi tìm những cái món đồ, sau đó thì sẽ mở mở và tìm và làm đổ cái đầy bình xe ô tô. Rồi các bạn sửa xe ô tô thì lúc đó các bạn mới thoát ra được, chứ không phải là mở cánh cửa đây nhá. Mà là các bạn phải vào chỗ xe ô tô ở dưới, mở ra sau đó thì chạy. Rồi ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.